Dạ, Trần Nam mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn quay lại với video tiếp theo của Trần Nam nha. Dạ, cô chú, anh chị ơi, hiện tại bây giờ Trần Nam đang có mặt tại một cái chợ đường xuống Bến Phà Ô Môn của thành phố Long Xuyên á, cô chú, anh chị. Thì Nam đứng đây để làm gì? Thì tất cả cô chú, anh chị chút xíu nữa theo chân Nam để biết nha. Thì bây giờ tạm thời mình hơi giấu mà mặt một chút xíu nha, cô chú, anh chị. Đó, ai đây? À, đây là bán cháo nha cô chú chị. Đây là cháo mặn, cháo chay đều có đầy đủ nha. Ý, đâu đây? Bắt gặp nó rồi, đâu đây? Đâu đây vậy anh? Đi đâu đây vậy? Đói quá, ôi cháo dứa ngon quá cô chú chị ơi. Đói quá. Quay được luôn hả? Được. Tôi mà ăn cháo là chính xác. Đó, nhìn hấp dẫn quá cả nhà ơi. Đi rồi sẽ thấy. Đó, một chút xíu nữa cameraman cũng sẽ trải nghiệm. Ngon quá. Đó. Dễ ăn dễ nuốt. Công chúa nè. Cho công chúa một cái chén cháo nhỏ, cho công chúa múc ăn thử coi. Chén nhỏ thôi. Ngoại tính cho bé Ly lọc lưỡi để nói chuyện như sáo nha. Cháo đủ loại cháo luôn nha. Cháo dứa Hoàng Anh giới thiệu cho bà chị luôn đây. Có cháo đậu đen không? Rồi bút trong phần cháo đậu đen nữa. Nói sau khi ăn cháo xong á là anh Rồng Nhỏ sẽ dẫn mọi người đi uống cà phê nha. Rồi, cuộc đời mình phải enjoy chứ. Đó. Để ra một cái quán ở bờ sông hồi nãy trên đường mà anh Rồng Nhỏ chia sẻ là cái quán đó view rất là mát để thư giãn, ngồi uống cà phê ngắm sông thư giãn nha cô chú anh chị. Ngoài dưa mắm này ra còn dưa gì nữa không? Còn nha. Xong, tô này là một tô này là hai tô. Anh có thể chia sẻ cái tô đầu tiên anh ăn như thế nào anh Rồng Nhỏ? Không biết nhưng mà đói bụng quá, ăn ngon quá mà béo quá. Rồi bây giờ là coi như là tô này là tô nè, cháo đậu đen, rồi nãy là cháo lá dứa. Nhưng mà bây giờ là cháo đậu đen. Đó, nó tóm lại là bệnh chứ cũng phải ráng nuốt, cũng không không nuốt thì lấy gì mà có sức đâu mà hát. Các bạn không chịu ăn đi. Ok anh, để em xong rồi nè. Ai cũng hỏi anh Long, hỏi tôi. Anh chạy, anh cảm nhận sao anh nói vậy? Cảm nhận cháo này sao? Nóng mà ngon. Nóng mà ngon à, vậy thôi hả? Ngắn gọn nha. Cô Linh ngắn này cho con nè. Vậy biết gì, đừng hỏi này, hỏi trả lời ngắn quá. Hỏi mà trả lời ngắn ngược. Người nửa tiếng mà trả lời. Anh Duy Minh, người nửa tiếng mà trả lời cực ngủ mà. Khó. Nói vàng thì kìa, nói vàng. Nãy giờ lạc đường luôn. Chạy trên túi kia dưới. Thôi thì tạm gác lại video đây nghe cô chú chị, lát nhớ theo đón xem cái phần mà anh em đi uống cà phê nha. Rồi tạm gác lại dạ. Ăn đi chứ đói bụng quay tôi nổi. Rồi bây giờ là đã tới quán cà phê nghe cô chú chị ơi. Ồ, quán đẹp quá nha. Phải đi thưởng thức cà phê thôi. Chứ Tết mà năm mới năm cũ mà hát cũng phải tranh thủ giải trí đúng không anh? Đúng rồi. Phải tự giải trí cho mình
Chắc ra ngoài sông đi anh. Dạ ra ngoài sông gió mát với lại không có tiếng nhạc nhiều. Ờ cái view quá, quá. Chị ơi nói giùm em nhỏ nhỏ nhạc giùm em cái nha. Đúng rồi qua mấy đây đang. Hay là mình ra cái ghế cái bàn thấp mình nói cái bàn dài luôn anh, ngồi quay mặt ra. Làm gì mà các bạn đeo hai cha con giống như là đường vậy. Rồi đem lại đi em. Để nhân viên làm hả? Ừ. Giống nhau sao thấy rồi. Anh cho anh này. Chắc giờ cái bàn này chút này chút. Đó bây giờ cái bia quán này của chú anh chị. Cho anh ly kem nha. Đó. Đây là cái quán này là ở Bà Kè Ngay Chăng của thành phố Long Xuyên nha cô chú anh chị ơi. Uống cà phê ngắm sông luôn nha. Đó. Nhìn cảnh này nhớ quê quá. Cho anh ly cam đi em trai ơi. Ngồi quay cái wheel nè đẹp quá nè cô chú anh chị. Ồ. Em không gạnh nữa, đây là trung tâm của Long Xuyên thôi. Bữa nãy khán giả anh ta chụp hình ở sau thì quay. Quay một bước chung nó đài. Tối nay mình hát mấy tụ điểm không? Hai điểm. Ôm quá. Để coi được rồi hả? Coi rồi ba mấy cây. Rồi cái điểm hai cách đó 8 cây. Đang hầm đông mới nó 40 cây. Dân Liêm, Châu Dân Liêm, Ô Môn, Cần Thơ. Đó. Rồi điểm thứ hai là điểm chợ Thịt Xương gì đó. Ngoại qua đây ngồi luôn ngoại. Còn thẳng cái ghế cho ngoại ngồi để sẵn ghế luôn. Bây giờ
là bé Ly cho ý kiến ra cho ba ý kiến một cái điều đó là bé Ly có nên lấy chồng không? Con gái lớn rồi, tuổi cập kê, năm nay là 23 tuổi mà chẳng lẽ bị ấy giá qua làm sao? Bây giờ ba hỏi con là trong lòng con là con yêu ai? Không yêu ai hết hả? Có để ý anh chàng nào không? Không hả? Chứ bây giờ chứ sao nghe nói là con đang yêu một người nào đó làm bạn coi hả? Còn người nào mà làm cho con ghét nhất? Con này có trả lời buồn lắm. Trời ơi, không trả lời biết câu đó đâu. Không ai là trả lời ghét chứ không? Anh nói vàng. Bây giờ mấy anh này nè, từ áo vàng cho tới áo đen, áo xanh cho tới áo đen, có anh nào lọt vô mắt xanh của con không? Không luôn, chết ra vậy. Mấy anh thua rồi mấy anh ơi, đúng không? Mấy anh bích cửa rồi. Mấy anh không có cửa rồi, chị Đại phát tay con. Phát tay giống như bác sầu riêng mà đuổi ba đi. Này ở vậy để chi biết ông về làm sao, là có mất cái thân thì nó về với Phật cho rồi. Chứ yêu đương làm gì để chi cho mệt. Rồi mới mốt quá, rồi lỡ mà yêu anh chàng nào rồi sáng nó sai, chiều nó xỉn, rồi cái tướng nó bị lớn giống như con chuột ép vậy đó, giống như con chuột lắc vậy đó, rồi nó xỉn về rồi nó đập nó lên bờ xuống ruộng rồi nó rồi chết con gái của tôi không có được đâu á. Không, tôi thấy có anh nào mà sẽ sai xỉn té tới té luôn ngoài bờ ruộng nè, nghe nói anh đó là yêu con phải không? Anh đó là xỉn tới xỉn lui đúng không? Quê vậy đó. Ở Diễn á hả? Chứ không phải là xỉn thiệt mà thích tình con thiệt hả? Bình. À là đừng con không có nói láo đâu đó nha. Không bật lại con. Thì là bữa đó đóng MV. Đúng không? Ba tưởng đâu là mới bị lớn nhậu vậy ba cũng không có gã đâu. Tại vì gã vậy mới móc sáng sai chiều xỉn nó đánh lên bờ xuống ruộng à. Trời ơi là tôi ở Mỹ tôi móc vé máy bay về tôi đem về sao tôi móc cần cẩu ở Mỹ kịp. Đúng không? Cho nên là em nói rồi với các anh các chị rồi, nếu các anh các chị nào mà tí hon á, muốn cầu hôn con gái của em á, thì nhất là không có được uống rượu, không có được ăn chơi, phải là ăn mà tối ngày phải niệm Phật, phải biết ăn chay trường á, thì tôi mới gả con gái của tôi. Chứ còn á, không biết ăn chay mà không biết niệm Phật là tôi không có gả đâu. Sáng sai chiều xỉn, con người ta là ngọc lưu ly mà. Đúng không? Để hai ly nước bít mặt nhỏ hả? Bít mặt hả? Tầm quá à. Tầm của em. Anh Long muốn gì anh Long? Anh ăn kem với con gái. Em để cái bàn kia kìa. Mình để cái bàn kia. Sao thêm cái muỗng nữa. Hồi sáng thì qua con đây. Mình đó. Chiều nay hai cha con mình ăn cái phần này hơi bị nhiều. Phải sửa nè, phải sửa nè. Hơi bị nhiều đúng không? Phải sửa nè, phải sửa nè. À, cầm cái bánh ống này ăn trước đi. Ủa anh đang bị ấy sao ăn kem được. Sao cơ, thì bà đó đừng thử. Thử nó bệnh nó cũng bệnh rồi. Có nè. Dính mấy thằng giấy gần lòng chị Đại ăn bánh tráng nó dính. Ở quận tư có chị Đại quận tư ha, ở quận quận chín là quận chín. Lần đầu tiên chị Đại ăn bánh không kẹp. Đưa muỗng em. Dạ em trai. Cho anh xin cái wifi. Nhà hàng Marina từ 1 đến 9. Rồi có cái khăn giấy gì không? Đợt này thôi làm cái chương trình kết nối yêu thương luôn đi. Đó, cho công chúa luôn nghe chứ. Làm chương trình kết nối yêu thương giống như anh Tướng Dũng vậy. Không được em ơi.
nghe nói nhịp cầu yêu, kết nối yêu thương phái cười kìa anh. Tên nào đầu năm mà quý vị đề nhìn tất cả các anh em cũng như là mấy cô hoa nhân bài của là kim dễ hả? Vậy hả? Bởi vậy quậy quá mà đi theo mà con là dân quậy không sao chịu nổi. Giờ đi ra ngoài là ai cũng kêu là Kim Tiểu Ly hết trơn. Có đi dọc đường á, anh Kim Tiểu Long bị chặn đường lại chụp hình mà không có quay kịp. Mà cái chỗ đó nãy là đậu xe bảo vệ nắm cho đậu mà bảo vệ chặn lại nó đòi chụp hình. Vậy mà giờ chặn không anh Kim Long là chụp bảo vệ nó không biết. Như cái cô hồi nãy mình ăn cháo vậy á, nếu mà mình không hỏi anh không hỏi thì không được đâu đó, tại dưới cửa nhà người ta đó. Yeah. Nhưng mà anh bước xuống hỏi đàng hoàng, cổ biết cái cổ cho mình cái gì mình làm cái gì mình cũng phải hỏi người ta tiếng chính xác. Chứ anh được nghệ sĩ mà anh trực tiếp mình ra hỏi cho nên là cô bác cũng thông cảm, mình phải hỏi đầu tiên sáng được. Mà mấy cô cũng vui vẻ ha, cũng đó cũng gần gần dưới tượng đài Bắc Tôn. Chị Tôn bắt tôm, bắt tôm, tôm, tôm nước xanh. Hôm sau vậy kêu Vinh nó cà ám được chứ. Để Trung Tâm Vinh cho mình nói có gặp với phim ta. Đây đây Vinh quay dòng lại nó xem ha. Cái view ở đây cũng khá là mát mẻ và đẹp như vậy. Sau đó thì anh đứng cầu bê tông. Trời đi. Mình sao cũng được. Trời đi. Mình ăn chay. Bây giờ là chắc chư vị Bồ Tát là xuống dưới đây là không có phân biệt hình tướng. Trong kinh Phổ Môn á là cần độ nam là độ nam, cần độ nữ là độ nữ à. Cần ông già là bà già đấy, đúng không? Cái gì Bồ Tát á, họ quá thân mà. Nó là như vậy đó. Cái cây này có trái không? Cái cây không? Cái cây không? Cái cây này giống cây mây nào, cây này hả? Này. Đâu, cây này cây bàn mà. Ủa, cây bàn hả? Cây bàn Đà Lon. Nó bị keo. Bàn này bàn lắm mình. Em biết cây keo không? Cây keo có trái giống như cây mây mà. Nó sống sạch, sạch. Nó cái này á tới cái mùa nó là sâu nha, mùa sâu rất sâu rồi. Phải là xem biểu diễn ở tại đó nha quý anh chị. Thì tranh thủ cái thời gian ban ngày mà khi mà anh Gồng Nhỏ không có hát á quý anh chị, thời gian ban ngày ở tại Long Xuyên là nghỉ ngơi để lấy lại sức. Thì giống như là bây giờ là đang uống nước ngắm cái bờ sông này quý anh chị. Có là thư giãn mà cái bờ sông này view rất là mát luôn. Có như là xả chép bớt căng thẳng rồi lấy lại sức và tinh thần để tối nay để phục vụ cho bà con cô bác ở Ôn Môn Cần Thơ nha. Đêm hôm thì hát tại Tân Châu, ở bên đó là như là cái cù lao là hôm đi phà qua. Tươi xanh. Đó thì cái ban ngày thì giống như là mình là nói ăn uống nói chuyện thoải mái đó. Có đối thủ hả? Anh Nhật Trung Yêu sẽ không là đối thủ với Duy Minh. Buổi chiều đây có view sông là của chị đẹp nha. Có ông Tiến. Mới mốt lãnh tiền YouTube có nhiều nhiều, làm ơn đi làm cái đủ răng cho tôi nha. Cái cửa sổ tâm hồn á anh. Chưa có vết lên cho nó đẹp trai. Không giờ cũng có nhiều hết trơn. Là chưa có tài chính thôi. Còn 21 kêu bé Ly nói với cô Phương La ok la tài trợ cho. Ha bé Ly. Tại sao? Không có đủ
giờ chị đại cho cái cảm nghĩ khi mình dùng kem đó, chị đại ở đây coi chị đại. À, nãy giờ quên review kem đó, bé Ly, giờ bé Ly review kem cho bà con cô bác nghe coi. Có kem đó hả? Đó, đó đang kem với ba đó. Bây giờ mình cảm nhận sao nè? Quay bé Ly review kem đó. Ngon hả? Rồi có cái vị gì nữa hả? Là chỉ ngon không có vị gì nữa? Gãy không biết. Gãy đầu. Gãy đầu là biết rồi đó. Gãy đầu là biết, không biết gì để nói hết á. Chỉ biết nói chỉ ngon thôi. Rồi, nói chung vậy cũng được rồi, biết từ ngon là ok. Ngon là đã chất lượng rồi. Nó đang ăn mà nó dở cái thôi bỏ. Tại vì không có nói láo được, hiểu không? Nhưng mà nói ngon là coi như là đã ngon rồi đó. Ok, vậy là hên rồi đó. Nói dở cái lời video này để luôn, không cắt lên. Là mốt quán này nó phó. Ông ngày là coi như là trời ơi, cậu mới giá lại hả con? Mới khâu lại hả? Dạ chị, chị cắt cái kia đi. Chứ để nó lòng thòng dính cá tao mình đâm chết nữa. Có bán mấy cái đầm màu trắng, sa rê màu trắng mà có mấy khóa phát vô mà đi lết gì đẹp lắm. Cái đó cô dâu á. Ừ, cái đó của cô dâu. Thằng nào con gái lấy chồng thì ba sẽ mua tặng cho hai bộ. Tại vì cần phải thay đổi. Má nghe nè con. Phải thay đổi mới được. Bước ra bước vô là cái sa rê. Khi nào mà bé Ly lấy chồng là ba sẽ quy tụ hết dàn YouTuber luôn, coi như là trên tận cùng mọi nơi, hiểu không? Ngày rước dâu là coi như là đầu tiên đăng ký. Nữa hả? Cái nữa hả? Sao mấy người cá kia coi lúc mà ở bên Mỹ đem về có người cá không chơi đó hả? Như là thấy em thấy để ý là bé Ly như thích cái con này đang ngồi cái để dỗ dỗ giống như em bé mà đang thức vậy, hiểu không? Cái thương lắm. Dỗ dỗ vậy đó. Sao người cá đâu bé Ly? Bé Ly người cá có ai mua tặng hả? Chùa đi chùa cho hả? Cái thứ nhất là cái điện thoại chị này có 3G nè. Cái thứ hai là chị nước clip nè. Vậy hả? Cái này các bạn muốn nghe cho rõ thì các bạn phải lấy cái micro đeo vô mới được. Chỉ có giọng bé Ly nó mới nghe trong cái máy được. Tới bữa 11 này về nhà lấy cái mic theo. Ủa anh Long, cho em hỏi cái anh cảm nhận như thế nào khi mà anh tiếp xúc với Belly trong thời gian qua? Anh thì đến khi mà gặp Belly á thì một cách rất là bất ngờ và vô tư, có nghĩa là cái duyên, tất cả đều là do duyên. Dạ. Đâu nhiều đời nhiều kiếp, cũng tới ngày tới giờ chúng ta gặp nhau thôi mà, duyên Belly mà, với Belly làm con cũng là giờ có duyên từ nhiều đời nhiều kiếp. Cũng là người thân quyến thuộc gì đó trong củ huyền thất tổ gì đó. Cho nên bây giờ mình gặp lại nhau thôi. Gặp lại nhau, người thân thì mình thương thôi. Mà em nghĩ rằng cách nhau khoảng 2 cây số thôi. Mà tính ra cũng mấy chục năm rồi nhưng mà không gặp. Nhưng mà đến thời điểm thì đúng ngày đúng giờ mới được. Đúng rồi. Cái gì trên cuộc đời phải đúng ngày đúng giờ mới được. Giống như bây giờ em muốn lấy vợ, mà bây giờ tới ngày chưa tới ngày tới giờ, giờ em cứ đi tìm đâu cũng không được hết trơn, là bởi vì cái duyên không phải của mình. Dạ. Thấy không? Con cái cũng vậy, hay là vợ chồng cũng vậy, bạn bè cũng vậy, phải là gặp với nhau đời này là đã từng gặp nhau của kiếp trước. Đó là vậy thôi. Người thương, người tình. Đó là như vậy. Rồi gặp nhau là coi như là thương nhau rồi quý nhau vậy thôi, một cách rất là vô tư. Chả nghĩ ngợi gì, cũng chẳng tính toán gì hết. Ừ. Và anh cảm nhận như thế nào khi mà trong thời gian qua anh tiếp xúc giống như là
thân thiện với bé, với bé Ly á, như thế nào? Bé Ly á thì đối với Long á là, với anh Long á là bé Ly rất là, đối với anh Long nha, dạ, thì bé Ly rất là ngoan, ngoan rồi lễ phép rồi này kia kia nọ vậy thôi, chứ còn bé bên sau thì không biết là bé Ly như thế nào, là lúc đó là anh Long đi xa rồi. Dạ. Nhưng mà ba muốn con á, con lễ phép với ba nè, con thương ba lễ phép với ba, còn những người lớn trong nhà con cũng lễ phép vậy nha, con thương mọi người nha, tại mình con Phật mà, hiểu không, mình thương mọi người nha, hiểu không? Ờ đó, thương tôi không, thương nội không, thương bà nội, người ta nói tiếng thương bà nội đó, để chắc gắn micro cho nghe quá. Ờ chắc bà nội hoài. Bé Ly là đối với Long là coi như là dạ không à, một cũng dạ, hai cũng dạ, dạ thưa hết á, ngoan lắm. À, em có cái cảm nhận là bữa giờ em cũng thấy à, khi mà anh à, mỗi lần mà anh ẵm bé Ly à, đi đâu có bé Ly theo, thấy cái tinh thần của anh thấy nó khác, thấy cũng vui hơn á. Thì đúng rồi, là giống như mà các bạn ở bên Mỹ khán giả cũng vậy, nói là anh Long với bé Ly làm như hai người hợp với nhau vậy đó, đi chơi với nhau, hợp với nhau vậy đó, rồi nó giống như là đi tới mọi người thương rồi vui vẻ vậy đó, rồi giống như là khán giả nói bé Ly mà gặp ba Long bé Ly đẹp trai, dạ, vậy thôi. Khán giả tối ngày làm mặt hoài mà không đẹp sao được, cúp bế di động mà không thích sao được. Không. Mình chơi bạn cũng vậy, bạn mà hợp với mình đó thì giống như là cái phong thủy, bạn hợp á thì mình làm ăn được, còn bạn không hợp thì bạn hại mình là chết luôn á. Dạ. Ờ chứ không phải giỡn đâu đó. Và em cũng có, em có cái cảm nhận một điều nè anh, từ khi mà anh về nước tới giờ nè, anh được rất như là nhiều lọc nha. Đó, cái điều đó là em thấy là cái thực. Thì thực, em theo anh mà luôn. Em đó, biết mà. Đó, em cảm nhận thực tế luôn, cái này không phải là mình đi theo anh mà mình nói tốt gì hết, đó là cảm nhận thực sự luôn. Ông bà nói, Phật trời có nói đó, mà mình trong cuộc sống mình không có làm ác, trong cuộc sống mình làm thiện, mình nói lời thiện, rồi mình ban cho, rồi mình giúp đỡ mọi người nghèo khổ hơn mình, khi mà mình làm được đó, thì chắc chắn một cái điều là phước nó sẽ nở. Mà hơn đâu hẳn hết trơn, đừng đợi ai cho tiền mình hết, mà hãy chính cái bản thân của mình hãy tự đổi cái vận mệnh của mình, là bằng cách là mình phải sống cho tốt, và mình phải làm những cái điều gì cho tốt hơn nữa, và mình giúp đỡ cho mọi người, thì mình càng cho người ta, mình càng nhận là cái lọc. Yeah. Long thấy được cái điều đó hết. Còn nếu mà mình làm mình bo vô trong người là rồi ở nào cũng không có, mà cũng không bao giờ có, tự động có một cái bàn tay vô hình siết chặt mình lại, rồi mình thấy mình thiếu luôn à. Nó là như vậy đó. Thật sự đây là cái sự cảm nhận của Long, Long tâm sự nha. Còn mình thoải mái lên, mình đừng có nghĩ cái đồng tiền, trời ơi tiền tôi phải để dành, tiền tôi như thế này, để dành cũng có 10 phần, mình để dành cho mình 3-4 phần, rồi 3-4 phần đó mình làm gì lo cho gia đình của mình, xung quanh người thân của mình, rồi 1-2 phần đó mình phải lo cho cái xã hội nữa. Thì chia sẻ như vậy thì tất cả những cái gì trên cuộc đời này tự động lọc nó đến với mình thôi, gọi là phước đó. Là Long cảm nhận nha, là Long không có đọc kinh, Long không có đọc kệ gì hết trơn, Long không có nghe, cũng không có đọc gì, mà cái sự cảm nhận, cái năng lượng của Long đó là như vậy. Hả? Bởi vì ta mới có câu là cho đi mới còn lại. Hả? Sống có đất mặc sức mà ăn. Hả? Đúng không? Mà công nhận một điều trong những ngày vừa qua, khi mà cái mình tiếp xúc với anh Long đó, cũng như là một sự gần gũi, là mình mới cảm nhận được là anh Long sống giống như là không có suy nghĩ sâu, cứ thoải mái mà sống đó. Một điều rất là trân quý mà rất là thương những cái hoàn cảnh khó khăn. Anh bên Mỹ có gì vui không anh? Vui thì quá trời vui, anh ngồi đâu anh cũng vui, đây cũng giống Mỹ. Bây giờ em hỏi anh vui thì chỗ nào anh cũng vui hết á. Ừ. Không lẽ tôi buồn. Sống lạc quan là lúc nào cũng vui. Ừ, đúng rồi, có nghĩa là em thấy anh ngồi đâu, em ngồi trong phòng của mình anh cũng vui nữa. Nó vậy đó. Nhưng mà anh thấy ở bên đó cái khung cảnh bên đó với con người bên đó nó có vui vẻ như bên mình không ạ? Mỗi cái một cái văn hóa khác nhau. Bên mình là văn hóa khác, bên kia là văn hóa khác. Hình chung là tất cả là đều là con người hết, nhưng mà cái văn hóa người ta từ cái phương Tây phương Tây khác, rồi cư xử khác, rồi thí dụ ở bên kia đi ra ngoài đường, thí dụ một cái người lạ nào đi ngang mình, đối mặt với mình đi ngang, lúc nào người ta cũng hai mình hết, lúc nào mình cũng phải chào
hai bên là, hai bên mình phải chào với nhau, còn mình chào là ba hay sao hả? Ta hai mình ba, mình chào ba hay sao? Ví dụ người ta nói hai hello thì mình cũng hello lại, đó là cách mình chào chào lịch sử á. Dạ. Vậy thôi hả? Còn ở đây nhiều khi mình đi ra thì mình không có hello. Như vậy cũng thỉnh thoảng thì cũng hello, thấy không con hé? Để ở đây mình đi mình bịt mặt, mình khẩu trang hết trơn rồi lấy gì mình hello. Có khi nào mà anh mùa ngày nào đó mà anh đưa bé Ly qua bên Mỹ mà để cho chơi không? Như mình đi tham quan rồi. Cái này khán giả ở bên Mỹ cũng có hỏi, nó sao không đem bé Ly qua? Nhưng mà bé Ly đi Mỹ chứ đâu phải là đi dễ dàng đâu. Sức khỏe. Rồi, cái thứ nhất là bé Ly không có sức khỏe. Cái thứ hai là bé Ly là con gái. Bé Ly là con gái mà. Cho nên là đi đâu phải có bà ngoại. Thì phải có một người chăm sóc. Còn anh là đàn ông thì coi như là hầu như là anh nằm ở đâu sân bay anh cũng ngủ được, mọi chỗ nào gốc lên cũng ngủ được. Bé Ly nó khác. Nó khác rồi. Nói chung là nó cho nên nó cần phải có người chăm sóc, nó là như vậy. Nhưng mà đâu có biết được, để coi cái mới mốt biết đâu có anh chàng nào ở bên Mỹ cầu hôn thì rước gái của ba đi làm sao. Lên xe qua lấy chồng Việt kêu. Đã có anh nào cầu hôn rồi sao? Bây giờ có anh nào ở bên Mỹ mà tí hon không? Bây giờ em cần Việt Nam. Em cần con gái em lấy chồng ở bên Việt Nam nữa, mà có anh nào bên Mỹ ấy cũng được. Hay là đây là tôi làm nhịp cầu kết nối nha. Bây giờ có anh chàng ở bên tí hon ở bên Mỹ từ 40, 30, 25 đổ xuống thì tí hon thì về đây cầu hôn con gái của em. Nào phải gặp em hỏi cưới hỏi đàng hoàng thì em cho rồi rước bé Ly đi qua Mỹ. Nãy giờ chưa bấm. Đúng không? Nhưng mà bé Ly đi qua Mỹ là bé Ly sẽ đi hát được, bé Ly sẽ đi làm, tại vì bé Ly có fan. Hiểu không? Fan hâm mộ bé Ly mà xuất hiện là fan bu bé Ly à. Đi hát chỗ nào nói anh Long Long em là fan của bé Ly hay cho con anh. Vậy là thấy khán giả là chứ không thấy bé Ly. Vậy thôi à. Cho nên là nếu mà điều đó xảy ra là chắc là vui lắm anh. Thì mà vui em thấy mà. Bên Mỹ cũng có khá là nhiều những anh chàng đẹp trai mà cũng bé xíu gì nè anh. Em nghĩ có nhưng mà không biết là kết nối như thế nào. Có. Thì hy vọng rằng nói mấy anh chàng đẹp trai trong gia đình này có đứa con tí hon á thì kết nối với Long nha, rồi đem trầu cao về đây giảm hỏi nha, đúng lễ đàng hoàng mới chịu à. Bao nhiêu mâm bao nhiêu này mới theo phong tục mới được chứ phải hoành tráng chứ. Phong tục xưa là có gà chín cựa ngựa chín hồng bao là hơi bị khó đó nha. Ôi cái này thì giống như sơn tinh thủy tinh quá vậy con. Giống như là công chúa là sơn tinh thủy tinh mà đi cầu hôn mà vô chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng bao, đúng không? Tại vì mình là độc lạ nhất nam mà. Sơn tinh con coi rồi hả? Đúng rồi, nước với lửa không có hợp kìa, đúng rồi. Nhưng mà cuối cùng hình như là có cái phim mà thấy nước với lửa hai đứa nó yêu nhau đó con. Ừ. Vậy hả? Thơm nước hả? Sao? Dạ sao phim với Ly biết ạ? Hả? Hồi đó con có coi ba không? À ngoại coi kể lương con mới coi, coi dí rồi ba biết ba luôn hả? Quá trời quá đất kìa. Mà biết ba là người Vũng Liêm không? Bà ngoại có nói không? Không hả? Bà ngoại coi mà có biết con là người Vũng Liêm không? Vậy đó hả? À có biết ông Tư Nê cũng lâu rồi. Như vậy trong đó ai cũng biết đó chứ. Dạ. Con hát bên Bến Tre qua coi luôn á hả? Vậy hả? Dữ trời thiệt. À có nghĩa là hồi đó ba Long hát cải lương. Ba Long là làm kép chánh. Hồi thời chiến á là nàng này cũng đi theo coi ông Tư Nê hát chứ bộ. À thì ra là vậy. Đâu chắc cũng để ý ông Tư Nê rồi. Duyên, duyên. Bà ngoại có chồng nhưng mà tại vì do nơi là anh kép hát đó anh hát hay. Qua nhà ngoại
Còn anh Long thì hôm qua là có một cái sư thầy đó, là sư thầy đó là anh hay là em của anh? Anh con cậu Tư. Anh con cậu Tư. À, hả? Rồi bà cô và sư cô ở dưới là con dì Sáu. Đó là vậy, có hai người, một sư sư, một thầy, một cô. Cho nên ba của anh hồi xưa đi hát cải lương mà giọng ca giống như Minh Cảnh, mà đẹp trai, mà hát hay, mà lại ôm cây đờn thùng, mà đờn đờ cổ, mà đờn mà trụ úi cá tuyệt vời lắm nha. Thầy nghĩ ghi giống như đờn ghi ta hả? Cho nên đó là nói cho em nghe, vợ nhỏ cũng nhiều lắm. Có con rồi mấy đứa luôn vậy đó. Hả? Có cắt gì? Đang chia sẻ vui mà. Nếu mà anh lòng anh biết thì anh đâu có nói. Đang chia sẻ vui mà. Bình thường. Đang chia sẻ bình thường. Rồi có nghĩa là trời ơi đi tới đâu là coi như hát xong là thôi mấy bà là bu chỗ bùi chuối là rất lộp độp luôn á. Qua mấy tháng sau cái tự nhiên sau giờ năm sau cái tự nhiên sau bên sông nè bên này bên kia ủa sao đẻ con ra tự nhiên sao mặt giống từ nề quá vậy. Bằng anh hết trơn mà lớn hơn anh trơn. Anh Long ơi sau cái video này anh sẽ có một cái danh mới. Anh Long thứ mấy ta? Anh thứ 7. 7 rồi. Anh 7 nổ. Cậu 7 luôn à. Trời ơi. Anh 7 luôn à. Nó 7 luôn. Anh 7 này anh nổ cho ba của ảnh. Mà thật sự là như vậy đó. À không, nói thì nói mình nói vui thì vui nhưng mà có thật đó. Có mà. Đây Lâm chia sẻ mà. Anh cải theo cái kiểu mà hài thì vui nhưng mà thật sự là có. Có mà. Cho nên là ba anh mà đi hát tại sao á mà má bả giận. Bà giận tại sao ở nhà đặt con Đào thằng Kép. Thấy không? Đây là cái nguồn gốc mà tên con Đào thằng Kép cho cả nhà nghe nè. Có nghĩa là hả ông đi ca đi hát cho đã cái ông đi về quê. Ông đi về quê cho đã cái ông ấm bà. Ông ấm bà la. Thấy không? Ông ấm bà la bà xong cái tự nhiên cái bắt đầu tới ông đi hát cái bà có chữa. Đã có chữa. Ông đi mất tiêu luôn bà cái tới nhà bà đẻ ông cũng không về. Cái bắt đầu cái bà tức quá bà đẻ nhờ người chị thứ sáu là má của ông Trương Vinh lần tuổi á. Yeah. Là đặt là con Đào. Đào chị á. Con Đào. Rồi xong nuôi bà Đào đâu lớn lên mấy tháng cái ông về. Ông về cái bà la bà cái bắt đầu cái bà có chữa không đi nữa. Cái ổng bà ngày bà sanh bà đẻ cái ổng không về. Ổng không về cái bà tức quá bà giận quá bà đấm cái bụng trời ơi tại sao mà tôi đẻ mà không chịu về cái bà đặt thằng Kép đây đó, thằng Kép, thằng Kép đang ngồi đây nè chưa mà, rồi chưa nữa cũng ráng về tới thằng Kép lớn chút xíu cái ổng về con bà la bà lần thứ ba cái đặt con đầu em là ngốt nhà đó là con đầu em là coi như là bà tức quá là ba người bà đặt rào Kép hết á mà không cũng hay định mệnh. Dạ. Cuộc đời á là cuộc đời là anh thành Kép hát luôn mà. Dạ. Rõ ràng không? Dạ, đúng rồi. Ừ đúng đó là cái duyên đó. Cái định mệnh dạ, nó đã đưa ra rồi. Dạ. Thật ra hồi xưa anh không bao giờ anh chọn cái nghề mà anh nghĩ là anh nổi tiếng ở trong cải lương một phần nào đó để mọi người thương. Hồi xưa mình chỉ nghĩ là thôi mình có học rớt lớp 10, lớp 11 gì đó, mình đi làm thầy giáo thôi. Mình đi dạy học thôi. Nhưng mà lũi thủi đâu có nghĩ mà rinh ta ra đòn cái lương cái dục ở ngoài làm quân sĩ. Thế là tự nhiên ấy, ông đi về, ông bỏ mà Nha Trang, ấy, ông nội bỏ mà Nha Trang, cái ba đi hát luôn vậy đó. Mà để ngày vậy đó. Không? Cuộc đời nhiều cái bất cười quá. Thì ta là hết luôn á anh. Má anh á mà không hư hai đứa là giờ anh vẫn còn được hai đứa em đó. Tại vì không có biết là má lớn tuổi rồi mà ba đi làm việc về mà cũng rồi ủng bà la nữa à. Ôi cái mắc mớ gì mà lớn rồi mà không chịu tách ra được ủng bà la hoài. Vậy cho nên má không có biết là có nghĩa lớn tuổi rồi mà nghĩ đâu có đẻ nữa. Với quê mà hồi xưa đâu có phải là biết có bầu đâu. Nghĩ là lớn tuổi là sẽ không có bầu là nghĩ là mình lớn thôi. Cái lên cây gom á, dắt gom lên để dành cho Châu ăn, dắt nó kêu cái bực cái nó tuột xuống là một đứa. Hai đứa, hư hai đứa mà có hình hài luôn, có mắt, có mũi, có miệng luôn á. À, nếu mà không hư giờ là anh cũng phải có hai đứa em dạ. Nữa rồi. Thì mà một gái, hai trai nữa. Hai đứa em, một đứa con trai, một đứa con gái nữa. Công nhận. Nãy giờ nghe anh Kim Tử Long anh cãi và bé Ly cười. Không mà thật sự luôn nha. Hiếm ai mà chia sẻ cái câu chuyện gia đình như vậy đến nhà tế nhị nha anh lắm nha. Thì anh là tại
đúng rồi, anh vậy ba của Trương Vinh còn sống không ạ? Ba anh Vinh thì còn đấy em, ông bự con á, nhưng mà chị mẹ mẹ anh Vinh là chị anh, mẹ anh Vinh đó là thứ sáu anh thứ bảy, là cái ông bự con nhất trong nhà ngày qua đó. Cái ông mà bự con mà đeo sợi dây chuyền bự 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 vậy nè, hiểu không đó, thì là ba anh Vinh. Cho nên là thì coi có làm sao mình nói vậy. Ủa vậy ông mà... ông có đi thêm biết một bước nữa không? 8 bước rồi chứ 1 bước. Ờ, cái này là ổng phót nha. Này là cậu bảy nói nha, chứ không ai nói nha. Ổng không có 1 bước em à. 8 bước. Ba thằng Vinh tới 8 bước. Ông bây giờ hiện tại thì ở với ai? Với chị nào ở trên Suối Tiên á. À, bé Kim Tiểu Ly nãy giờ nghe ba Kim Tiểu Long kể rồi cái cuộc đời như vậy rồi thấy cảm thấy sao? Có mai mối con muốn lấy chồng không? Không. À, thì nãy giờ anh Long anh cũng chia sẻ mà cách nói chung là rất là chân thật và thực tế. Nói chung cái vấn đề mà tế nhị về gia đình đó cũng ít có ai mà chia sẻ lên cộng đồng mạng của chúng mình. Nhưng mà anh Long thì không có suy nghĩ tới vấn đề đó, chia sẻ vui cho bà con cô bác cái một chuyện biết. Dạ, chân thật mà lại vui như cô trong nhỏ. Cảm ơn tất cả các anh chị trong thời gian qua đã theo dõi người nhỏ nè và ủng hộ anh em trên mọi nẻo đường. Cảm ơn anh Lâm rất là nhiều khi những lời chia sẻ của mình nha. Ok, I love you mọi người. Chào mọi người đi con. Rất là cảm ơn anh Lâm.